Xin chào tất cả anh chị, và hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ chúng ta về những cái quy tắc và những cái quy định khi mà chúng ta sử dụng về mạng xã hội Facebook để mà cái kênh của chúng ta luôn được ăn đề xuất và luôn được phát triển lên. Thì đây là những điều nên làm và những điều không nên làm để mà chúng ta được hỗ trợ tốt nhất. Và đây là những cái điều mà TikTok hướng dẫn cho Linh, chứ không phải là từ kinh nghiệm đơn thuần nha anh chị. Và trong quá trình đó thì Linh sẽ bổ sung thêm về những cái kinh nghiệm trong quá trình mà Linh làm để chia sẻ cho tất cả anh chị chúng ta. Chúng ta cần phải nắm rất rõ, thì khi mà chúng ta nắm rõ, chúng ta làm thì nó sẽ ok. Cái đầu tiên đó là về chất lượng quay video của chúng ta, nó phải rõ nét. Và nội dung ấy, chúng ta phải có sự sáng tạo trong này. Và sử dụng thêm những cái sticker hay là những cái hiệu ứng trực tiếp bằng TikTok ấy, thì nó sẽ tăng cái lượt tương tác nó cực mạnh. Thì nó cụ thể như thế này. Đó là ví dụ như Linh quay video đó, thì Linh luôn dùng bằng máy quay. Và mình quay đơn giản đó là mình quay dọc, đúng không? Mình quay dọc, bởi vì nó khung hình đó là 9x16, đúng không anh chị? 9x16, thì đó là cái khung hình mà mình quay, đó là quay dọc, ok anh chị? Rồi ha, là cái thứ hai đó là mình chất lượng quay á, thì lúc nào Linh cũng quay là HD, Full HD hoặc là 4K. Thậm chí đó là có những cái click mình quay đó là 6K luôn, để đạt cái chất lượng nó tốt nhất. Thì lúc đó, bởi vì khi mà người ta dùng mạng xã hội mà người ta có một cái trải nghiệm người dùng tốt, thì lúc đó cái người dùng ấy, người ta sẽ thích thú, người ta sẽ xem đi xem lại. Thì lúc đó TikTok người ta sẽ đánh giá đây là một cái nội dung nó chất lượng. Đó là cái đầu tiên. Người ta sử dụng những cái stick ở trên cái khi mà chúng ta đăng những cái clip, thì nó có những cái hashtag, những cái chữ ở bên trên ấy, thì chúng ta có thể điền cái chữ để khi mà người ta nhìn vào video, người ta biết nội dung của video này đó là gì. Thì đó là cách mà chúng ta có thể dùng bằng điện thoại một cách nhanh chóng. Nhưng ví dụ như Linh thì Linh dùng bằng cái video, dùng cái phần mềm để thiết kế trên đó luôn. Ok, đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi quay ấy, thì màn hình phải quay chuẩn form, đó là 9x16 của TikTok, vì nó sẽ tối ưu hóa được cái trải nghiệm của người dùng. Bởi vì khi mà mọi người dùng TikTok ấy, là chủ yếu là dùng bằng điện thoại, thì khi màn hình nó dọc như thế này thì họ coi là họ lướt thì nó full nguyên cái màn hình luôn. Còn nếu mà hình vuông ấy thì nó sẽ không hiệu quả lắm. Và họ có chỉ cách đó là gì, nếu mà chúng ta đã là có lỡ hình vuông này thì chúng ta phải crop lại nó thành cái hình dọc, đó là 9x16. Nhưng thực sự thì cái đó thường nó cũng không hiệu quả lắm. Bởi vì sao? Một cái màn hình lớn như thế này mà chúng ta xem được khúc giữa này ấy, nó sẽ rất là khó chịu, nó không hay một chút nào hết. Thay vì như vậy là chúng ta cần phải quay hình dọc. Ví dụ như video này Linh cũng quay với anh chị, đó là quay hình dọc luôn, bởi vì chuẩn của TikTok. Và thậm chí là sau đó Linh đưa lên trên Facebook thì Linh cũng thấy rằng là trên Facebook cái hình dọc nó cũng có một cái trải nghiệm nó tốt hơn. Rồi, kế tiếp nữa là về thời gian đăng bài ấy. Thời gian đăng bài đó là chúng ta nên đăng bài vào thứ 6 cho đến thứ 3 đó. Và bởi vì cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian có nhiều người xem nhất. Và thời gian đăng ấy, đó là vào từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng. Đó là cái khoảng thời gian mà chúng ta đăng sẽ có nhiều người xem. Thứ hai đó là 4 giờ chiều. Và thứ ba đó là 6 giờ tối đến 8 giờ tối. Đó là cái khoảng thời gian chúng ta đăng clip thì sẽ dễ ăn được đề xuất và nhiều người xem. Bởi vì Linh xem trên cái biểu đồ về cái thời gian người ta xem video vào cái thời gian nào nhiều nhất, thì đây là những cái khung thời gian mà có lượt xem nó tốt nhất. Rồi, thông thường á, những video 15 giây sẽ thu hút một cái lượng tương tác lớn nhất, và những cái video ít hơn 10 giây thì đều sẽ bị hạn chế về tương tác. Đó là nếu mà chúng ta làm những cái video theo trend. Nhưng với những cái cách mà Linh làm dạng clip, phim, thì lúc đó là Linh làm tối thiểu đó là 1 phút. Rồi có những clip đó là 2 phút, rồi 3 phút, đúng không? Trước đây thì những cái kênh mà phải trên 10.000, 20.000, 30.000 follow thì mới được là 3 phút. Nhưng bây giờ là chúng ta đều được là đăng 3 phút rồi. Thì vậy thì nếu mà chúng ta có thể chia sẻ trải nghiệm là bằng cách ví dụ như mình hướng dẫn cho người ta về cách làm marketing này, chúng ta hướng dẫn về cách cho họ về bán hàng này, chúng ta hướng dẫn cho họ về cách về make up này, chúng ta hướng dẫn cho họ về cách chăm sóc da này, chúng ta có rất là nhiều cái nội dung, thì Linh sẽ nói về cái phần nội dung ở sau. Nhưng đó là cách mà chúng ta đưa cái nội dung lên đó. Rồi, kế tiếp đó là mỗi tuần ấy, thì có thể quay ít nhất một video theo nội dung mà tự chúng ta chọn, và thêm một video theo trend để tăng tương tác và tăng cái lượt follow. Có là TikTok nó sẽ có những cái trend cho từng tuần một, thì chúng ta sẽ dựa theo những cái trend đó chúng ta đăng lên, thì lúc đó chúng ta dễ được lên ở trên trang chủ và top đầu luôn, thì lúc đó tăng cái lượt đề xuất, tăng cái lượt xem nó cao hơn. Thì đó là cái nội dung về TikTok là điều mà chúng ta nên làm. Còn những điều mà chúng ta cấm, những điều mà không nên làm với TikTok đó là gì? Thứ nhất đó là không nên sử dụng hình ảnh slide hình ảnh hoặc là hình ảnh kèm với voi giọng, cái giọng đọc của chúng ta. Có nhiều anh chị đó là chúng ta dùng một bức hình thôi, sau đó chúng ta nói trong đó nó thành một video, cái nội dung đó nó sẽ không được hỗ trợ bởi TikTok, và lúc đó lượt xem cực kỳ ít luôn. Cái thứ hai
À, hay là chúng ta dùng cái slide hình ảnh, một hình ảnh rồi hai hình ảnh, ba hình ảnh rồi cứ lướt lướt qua rồi chúng ta đọc vọng giọng trong đó thì cũng không ok. Và thứ hai đó là video không được dính logo của các app khác như là July này, Made with Viva Video này, kể cả cái caption là cái bài viết ấy, hay là hashtag cũng không được để bất kỳ một cái nhãn hàng nào. Bởi vì đây là một điều cực kỳ quan trọng nha anh chị. TikTok không thích việc mà chúng ta quảng cáo bất kỳ một nhãn hàng nào hết, bởi vì đây họ muốn nơi là hoàn toàn là sáng tạo nội dung, nơi để có một cái trải nghiệm người dùng tốt nhất. Nên là bất kỳ một nhãn hàng nào người ta muốn quảng cáo trên TikTok thì người ta đều phải liên hệ với TikTok. Còn chúng ta làm nội dung, chúng ta hoàn toàn đó là nội dung trong sáng, nội dung là không có quảng cáo đến bất kỳ một cái nào. À, thậm chí Linh có những cái video đó, mình có cái mặc cái áo mà có chữ Nike ở đây chẳng hạn, thì mình phải che cái logo đó đi, thì lúc đó nội dung đó mới được ăn đề xuất tốt. Còn có những cái logo đó gần như là không có được đề xuất tốt, dù là nội dung của mình rất là hay. Đó là điều mà chúng ta cực kỳ lưu ý. Rồi ha. Rồi caption thì không nên để lộ những cái thông tin là cái bài viết trên khi mà chúng ta đăng video, chúng ta có những cái nội dung bài viết ấy, thì không nên để lộ những cái thông tin cá nhân giống như là Instagram này, Facebook này, đặc biệt đó là số điện thoại. Nếu chúng ta để số điện thoại thì gần như video đó sẽ không được xuất hiện. Thậm chí là trong video khi mà Linh quay cái cảnh đó là một người khác gọi đến cho mình và trên cái màn hình điện thoại đó có số điện thoại của người gọi thôi, thì cái video đó cũng không được lên luôn, bị xóa ngay lập tức, bởi vì đơn giản đó là lộ thông tin cá nhân. Rồi, và cái caption đó cũng không nên chứa những cái từ nhạy cảm, từ thô tục. Đó, đó là cái điều cực kỳ cấm với TikTok. Rồi, và những cái video đó rất dễ là chúng ta bị xóa ngay. Ok anh chị. Và cái thứ tư đó là con gái hạn chế ăn mặc hở hang này, lộ khe ngực này, mặc quần áo quá ngắn. Thì những cái video này rất khó để được lên và gần như là rất ít người xem, thậm chí là chúng ta đăng lên, nếu mà kênh nhỏ thì không có lượt xem nào luôn, còn kênh lớn thì bị xóa luôn. Rồi, video xuất hiện những hành vi như hút thuốc, sử dụng vết, giơ ngón tay giữa đều sẽ bị TikTok xóa ngay. Nhớ nhá, bị TikTok xóa ngay. Về chất lượng thì phải quay rõ nét này, nội dung cố gắng độc đáo sáng tạo, sử dụng thêm các sticker hay là hiệu ứng trực tiếp bằng TikTok sẽ tăng thêm sự tương tác cực kỳ mạnh. Và không quay màn hình video của người khác. Có là chúng ta đôi lúc là quay một cái video rồi bắt đầu chúng ta quay lại, cái điều đó cũng là được cấm ở trên TikTok luôn. Và cũng không cũng như không upload những video của bạn khác lên kênh TikTok của mình, bởi vì đó được đánh giá đó là chúng ta đang re-up cái video của người khác lên. Kể cả video TikTok của Trung Quốc thì chúng ta điều đó cũng không được làm. Thì đó là những điều mà chúng ta được làm và không được làm ở trên TikTok. Và Linh trong quá trình làm thì Linh có bổ sung thêm, ví dụ như chúng ta vừa lái xe thì chúng ta không được là vừa nghe điện thoại, chúng ta cũng không được lái xe một tay, đó là chúng ta không được vi phạm luật an toàn giao thông. Nên là những điều gì mà vi phạm về pháp luật thì gần như ở trên TikTok chúng ta sẽ không được xài và chúng ta không nên dùng. Nên là Linh mỗi lần mà quay video mình cũng phải chú ý là cái này có hợp pháp hay không, có phù hợp hay không, thì lúc đó mình mới đưa lên, nếu không là video của mình sẽ bị xóa ngay lập tức. Thì lúc đó chúng ta phải mất công chúng ta làm lại và ảnh hưởng đến uy tín của kênh của chúng ta rất nhiều, bởi vì đơn giản chúng ta vi phạm lỗi. Thì đó là một vài điều về quy tắc. Và trong cái buổi kế tiếp Linh sẽ hướng dẫn chúng ta đó là định hướng cái cách mà chúng ta làm một nội dung ở trên cái TikTok như thế nào cho nó hiệu quả. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị nhé.